Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Đợt nắng nóng mới bắt đầu ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta. Hôm 26 tháng 4, trời nắng từ rất sớm, lúc 8 giờ sáng nhiệt độ đã khá cao, chẳng hạn ở Hà Nội là 35 độ C, các khu vực lân cận chênh lệch 1 độ C. Nhiệt độ ở gần như toàn miền Bắc tăng nhanh theo từng giờ, Đáng chú ý là vào 14 đến 15 giờ ngày 26 tháng 4, theo ứng dụng thời tiết Zoom Earth, lấy thông tin từ dịch vụ thời tiết DWD của Đức, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời ở thủ đô Hà Nội có thể chạm ngưỡng 50 độ C. Cùng thời điểm, các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ thấp hơn một chút như Thái Nguyên 47 độ C, Việt Trì 48 độ C. Kênh thời tiết The Weather Channel thì cho rằng nhiệt độ ở Hà Nội chiều 26 tháng 4 chỉ là 45 độ C chứ chưa đến 50 độ C. Nhưng dù sao cũng rất nóng, độ ẩm thấp, người dân nên uống nước thường xuyên, ra ngoài trời nhất định cần có cách che chắn nắng nóng. Có sự chênh lệch về nhận định như trên là vì trong cùng một thành phố, nhiệt độ có thể khác nhau ở từng khu vực, phụ thuộc nhiều yếu tố. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 28 tháng 4, nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng trên cả nước có khả năng kéo dài nhiều ngày. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 4, trên địa bàn tỉnh xuất hiện những trận rông lốc, mưa đá diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Mưa đá xảy ra tại 5 huyện gồm Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Vân Hồ. Thiên tai làm trị, GTN sinh năm 1988, xã Triềng Khong, huyện Sông Mã bị xét đánh tử vong, ba người ở hai huyện Quỳnh Nhai và Bắc Yên bị thương. Bên cạnh đó, rông lốc, mưa đá còn làm hư hỏng hơn 4.750 nhà ở của người dân tại các huyện Vân Hồ, Phủ Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai. 21 điểm trường trên địa bàn huyện Phủ Yên, hệ thống điện ở các huyện Phủ Yên, Bắc Yên. Ngoài ra, thiên tai còn gây thiệt hại hơn 149 hecta lúa ở huyện Phù Yên, trên 153 hecta hoa màu tại hai huyện Vân Hồ, Phù Yên bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng hơn 54,5 tỷ đồng. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện tiếp tục chỉ đạo, ra soát, triển khai công tác cảnh báo, tuyên truyền tới người dân về phòng chống thiên tai. Mới đây, một trận mưa đá có mật độ dày đặc kéo dài xảy ra tại huyện Mai Châu, Hòa Bình và huyện Vân Hồ, Sơn La gây thiệt hại trên diện rộng cho nhiều hoa màu và nhà cửa của bà con. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La, Giang A Dê đánh giá, đây là trận mưa đá lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn. Thống kê ban đầu, trận mưa đá không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hại khoảng 400 hecta hoa màu, cây ăn quả lâu năm, trong đó có hơn 200 hecta bị thiệt hại toàn bộ. Ngoài ra, mưa đá cũng làm thủng vỡ mái hơn 30 nhà dân. Còn tại Hòa Bình, dẫn thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu cho biết, mưa đá xảy ra trên địa bàn hai xã Hang Kia và Pà Cò vào khoảng 16 giờ và kéo dài khoảng 20 phút, mưa đá phủ trắng nhiều đồi núi nương rẫy bản làng của hai xã. Những hạt đá đường kính 1 đến 2 cm sau khi rơi xuống bị nước cuốn dày đặc hai bên lề quốc lộ 6 và phủ khắp các sườn đồi nương rẫy. Nhiều diện tích trồng cải, mận đào ở xã Pà Cò bị mưa đá làm dụng quả dập nát. Mái nhà của một số hộ dân ở xã Pà Cò và hang kia đã bị thủng. Đây cũng là trận mưa đá lớn nhất từ trước tới nay tại huyện Mai Châu. Bà Nguyễn Thanh Bình, dự báo viên Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, những ngày qua nhiều tỉnh thành xuất hiện mưa rông do kết hợp cả nguyên nhân nhiệt lực và động lực. Thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5, khu vực phía nam của Trung Quốc có một giải mây gây thời tiết xấu ảnh hưởng đến thời tiết Việt Nam. Trên một nền nhiệt theo thống kê của cơ quan khí tượng, từ 21 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4, cao hơn trung bình nhiều năm từ 2 đến 3 độ C. Điều này đã kích thích quá trình hoạt động của các đám mây đối lưu. Chính các đám mây đối lưu này đã gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như trên. Đây được gọi là hiện tượng rông nhiệt. Nguyên lý của hình thành dông nhiệt là vào những ngày nắng nóng kéo dài, ánh nắng mặt trời hun nóng, tạo ra vùng áp thấp kích thích đối lưu phát triển. Tháng 5 đến 6 là thời kỳ nhiệt độ miền Bắc rất cao, khả năng xuất hiện rông nhiệt sẽ nhiều hơn. Với dông nhiệt do động lực thì có thể xuất hiện vào bất cứ thời gian nào trong ngày, song dông nhiệt có quy luật ở các tỉnh phía Bắc hay thủ đô Hà Nội, dông nhiệt thường xuất hiện vào những ngày rất nóng, sau khoảng 4 đến 5 giờ chiều vòng đời của một đám mây rông rất ngắn, khoảng 4 đến 6 giờ, nhưng thời gian để nó gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan chỉ vài chục phút. Xuất hiện bất ngờ gây ra những trận rông tố lốc nên thiệt hại không nhỏ. Cùng quan điểm ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời điểm này thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển tiếp sang mùa hè nên mưa rông nhiệt về chiều còn lặp lại nhiều lần. Thông thường ở nước ta, rông nhiệt xuất hiện từ đầu mùa hè cuối tháng 3 âm lịch và thường vào cuối mỗi buổi chiều sau một ngày nắng nóng gây gắt. Tuy nhiên cũng có những cơn rông được tích tụ sau nhiều ngày nắng nóng. Hiện tượng này sẽ kết thúc vào khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12. Điều đáng lo ngại là mặc dù cơn rông chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, nhưng thường đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh, mưa rất lớn, sấm sét dữ dội. Chuyên gia khuyên, để ứng phó với thời tiết cực đoan, chúng ta cần theo dõi sát các bản tin dự báo của cơ quan khí tượng. Ngoài ra, cần quan sát diễn biến thời tiết như trời có nhiều mây đen, gió mạnh, hơi lạnh ẩm. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả ba miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Những ngày tới, đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng nắng nóng những ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía tây. Với tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây, từ nay cho đến khoảng 30 tháng 4, Bắc Bộ sẽ nắng nóng gay gắt, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Bắc Bộ từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 26 đến 30 tháng 4 nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt độ cao 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Dự báo sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, trong 1 đến 2 ngày đầu tháng 5 năm 2024, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Ở Bắc Bộ, giai đoạn từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 5, khả năng xuất hiện mưa rào và rông trở lại. Ở miền Nam, gió Tây Nam có xu hướng xuất hiện gây mưa rông. Giai đoạn những ngày đầu tháng 5 năm 2024 ở miền Bắc, miền Nam cần đề phòng hiện tượng rông lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo xa hơn, từ nay cho đến tháng 6, trọng tâm là tháng 5, là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa ở Bắc Bộ, nên các hiện tượng rông mạnh kèm lốc, xét, mưa đá có thể xuất hiện nhiều nhất trong năm. Ở vùng núi do tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, hệ quả là gây ra các trận rông lốc kèm, lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.